chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch trung quốc tập cận bình đã kết thúc cách đây một tuần nhưng dư âm của chuyến đi này vẫn còn nhất là từ một buổi thường trà của ông tập và tổng bí thư nguyễn phú trọng theo tin của truyền hình việt nam lãnh đạo đảng cộng sản hai nước đã uống trà trong khuôn viên nhà sàn của ông hồ chí minh tổng bí thư nguyễn phú trọng mời tổng bí thư tập cận bình thưởng thức theo lễ nghi của người việt các loại trà nổi tiếng của Việt Nam giới thiệu với Tổng Bí thư Tập Cận Bình về trà Mộc Tân Cương nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên và trà ướp sen tuyết san cổ thụ của tỉnh Hà Giang theo bản tin của VTV hôm 13 tháng 11. Phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam còn đưa tin rằng hai bí thư cùng ôn lại tiệc trà thân mật tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc khi ông trọng tới Trung Quốc vào tháng 1 năm 2017. Trong bản tin truyền hình lúc hai người thường trà, ông Trọng quay sang Tổng Bí thư Tập và nói rằng: Hiện chưa rõ vì sao ông Trọng lại nhận xét như vậy về trà của Việt Nam. Sau đó nguyên thủ Trung Quốc cũng đáp lại bằng tiếng Hoa nhưng không rõ là nói gì trong bản tin của VTV. Lời nhận xét này của ông Trọng sau đó đã được cắt ra và đăng trên các trang mạng xã hội. Trên trang Con đường Việt Nam, một Facebooker có tên Đình Bảo viết bao nhiêu năm vận động người Việt dùng hàng Việt Nam đến giờ này, ngài tổng phán câu coi như xong... chấm 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 Một người khác tên To Chan viết nói rằng trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc nhưng hai ông vẫn uống ngon lành, chứng tỏ trà Việt Nam cũng có tầm cỡ trên thế giới và ông Tập Cận Bình cũng phải công nhận điều này. Còn Facebooker Nguyễn Xuân Toàn hôm 19 tháng 11 viết rằng dù Việt Nam có kém Trung Quốc muôn phần nhưng nói gì thì cũng phải mang tính chất tinh thần dân tộc. Sau khi dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng, ông Tập đã thăm chính thức Việt Nam hôm 12 tháng 11 và Việt Nam đã bắn 21 phát đại bác để chào mừng. VTV cũng đưa tin về lễ đón nhà lãnh đạo Trung Quốc ngay trong đầu bản tin thời sự trước cả tin về buổi tiếp đón tổng thống Mỹ Donald Trump vốn diễn ra trước buổi lễ dành cho ông Tập vài giờ đồng hồ. Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam, trong buổi hội đàm với ông Tập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam coi trọng và chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu. Google như mọi người đều lại... biết là với cỗ máy tìm những thông tin khổng lồ. Sinh viên rồi giáo sư hoặc là tất cả những ai cũng đều cần tra cứu thông tin trên internet hết hoặc là Facebook cũng vậy thôi. Đó là cái cái nơi để mà có thể mà tra cứu thông tin. Và ai cũng biết trong thời đại bây giờ là thông tin là tiền bạc nó cho nên mà nếu mà chúng ta mất đi một cái máy tìm kiếm như vậy thì tôi nghĩ là thiệt hại là lớn cựu tù nhân lương tâm thạc sĩ công nghệ thông tin nguyễn tiến trung ngay tức khắc trả lời như vừa nêu trước câu hỏi của afa rằng việt nam sẽ bị thiệt hại gì trong trường hợp các tập đoàn công nghệ truyền thông của nước ngoài được dân chúng sử dụng phổ biến không tuân thủ theo luật định và rời bỏ thị trường việt nam đã châu tự do ghi nhận Google, YouTube và mạng xã hội Facebook lần lượt là ba trang web được nhiều người truy cập nhất trên thế giới kể từ tháng 9 năm 2016. Trong đó có đến 64 triệu người đăng ký tài khoản Facebook tại Việt Nam, chiếm 3% trên tổng số 2 tỷ thành viên sử dụng mạng xã hội này theo số liệu tổng hợp của tổ chức We Are Social so, tổng hợp tính đến cuối tháng 7 năm 2017 tờ thời báo châu Á hồi đầu tháng 10 vừa qua trích dẫn thông tin từ ông Khôi Lê, người đứng đầu cơ quan tiếp thị khách hàng của Việt Nam cho biết 92% số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam thực hiện việc mua hàng trực tuyến và 51% trong số đó mua hàng qua thiết bị điện thoại thông minh smartphone. Có thể nói, với tỷ lệ sắp xỉ 70% dân số Việt Nam là cư dân mạng, thì mọi sinh hoạt liên quan đến xã hội, giáo dục, kinh tế, giải trí, vân vân của dân chúng ở trong nước luôn gắn liền và đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội toàn cầu trong thế giới phẳng. Một ví dụ điển hình mới nhất cho thấy lợi ích kết nối cộng đồng nhanh chóng và hiệu quả mà dư luận quan tâm là một cư dân mạng tại Sài Gòn dùng Facebook kêu gọi cứu giúp người hàng xóm của mình đang bị kẹt trong lũ ở tận huyện miền núi nông sơn Quảng Nam vào thời điểm bão số 12 quét qua và lời kêu gọi lan tỏa với kết quả được đăng tải trên mạng xã hội không lâu sau đó kèm hình ảnh chính quyền địa phương đã đưa ghe đến cứu người vào nơi trú ẩn an toàn mặc dù thừa nhận vai trò quan trọng của các tập đoàn công nghệ truyền thông nước ngoài trong đời sống hiện đại tại việt nam tuy nhiên chính phủ hà nội từng yêu cầu google và facebook hợp tác can thiệp vào việc gỡ bỏ những tài khoản video hay những tài liệu mà chính quyền cho là mang nội dung xấu, bôi nhọ đảng và nhà nước, xúc phạm nhân phẩm người khác. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế những năm gần đây liên tục lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Hà Nội đã có một bước lùi về nhân quyền do kiểm soát gắt cao quyền tự do thông tin, tự do biểu đạt trên Internet của người dân qua việc dùng các đạo luật mơ hồ như Điều 79, 88 và 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam để bắt bớ và bỏ tù hàng loạt công dân vì họ sử dụng mạng xã hội để phản biện hay thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, thông tin cụ thể về sự đồng ý hợp tác can thiệp theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam vẫn chưa được Google và Facebook công bố chính thức, cũng như hai tập đoàn công nghệ truyền thông khổng lồ này chưa lên tiếng gì liên quan điều kiện ràng buộc theo quy định trong dự thảo luật an ninh mạng đang khiến cho hàng triệu người tại Việt Nam lo lắng. Trong một cuộc phỏng vấn video do AFP thực hiện tại thành phố Sài Gòn, một sinh viên đại học đáp câu hỏi của chúng tôi rằng nếu bỗng dưng không còn Facebook hay Google ở Việt Nam, thì sinh hoạt thường nhật của bạn bị ảnh hưởng? Theo mình nghĩ là nếu như một ngày nào đó Google biến mất thì mình sẽ cảm thấy rất là bất tiện. Một ngày nào đó mình thức dậy, vô trang Google tìm kiếm và không thấy nó hiện diện nữa. Thì muốn tìm kiếm một dữ liệu, một cái tài liệu nào đó để học tập thì nó rất là cực kỳ khó khăn. Thì cái nguồn đưa lên trên mạng nó sẽ không còn nữa, sẽ phải tự bỏ tiền ra và đi mua sách hoặc là mua các bản photo Nhưng mà mình không đảm bảo được chất lượng của những cái bản đó. Một bạn trẻ khác chia sẻ hệ thống thông tin làm việc gặp rất nhiều bất tiện thế mình nghĩ thì hiện nay các tập đoàn lớn ví dụ như tập đoàn MNC trong hiện tại trong Việt Nam mình đó thì thường xuyên trao đổi qua các kênh thông tin xã hội và chủ yếu là qua Gmail hoặc là Outlook này nọ thì nếu mà Facebook với lại Google làm là một cái thông tin gì đó mà out ra khỏi Việt Nam thì mình nghĩ là bất tiện lớn đến công việc hiện tại của Việt Nam về trao đổi thông tin và giao tiếp này nọ số đông những người đại áp A tiếp xúc khẳng định các kênh thường xuyên sử dụng nhất như google hay facebook không còn ở việt nam thì toàn bộ quy trình làm việc trong các công ty bắt buộc phải chuyển qua sử dụng các thông tin database khác lại từ đầu rất phức tạp thạc sĩ nguyễn tiến trung còn nhấn mạnh Đối với tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin thì tôi thấy là giả sử như cái việc mà Facebook hay Google mà rút khỏi Việt Nam thì nó để thiệt hại rất là lớn. Bây giờ mà chính phủ là kêu gọi là phát triển kinh tế tri thức tức là dựa vào tri thức, dựa vào thông tin mà nếu mà anh để những tập đoàn lớn rút đi thì rất là dở, nó tín hiệu rất là xấu cho cái nền kinh tế của Việt Nam. Nhà báo Lê Ngọc Sơn hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đức nêu lên quan điểm của ông trong một bài viết đăng trên báo mạng dân Việt rằng Việt Nam phải đối mặt với sự tụt hậu nếu như thiếu đi Google và Facebook ông lê ngọc sơn ghi rõ chúng không đơn thuần là các công cụ tìm kiếm hay mạng xã hội mà còn là những hệ sinh thái công nghệ sử dụng trí thông tin nhân tạo là những tiến bộ vượt bậc trong sự phát triển công nghệ của loài người và trực tiếp hoặc gián tiếp tạo nên của cải cho xã hội chúng tôi trình bày lại ý chính của tác giả lê ngọc sơn vì dân việt đã gỡ bài viết xuống sau khi đăng tải những ngày qua dư luận vẫn sôi nổi bàn thảo trên mạng xã hội và trên các fanpage của nhiều tờ báo lớn như tuổi trẻ thanh niên vn express rằng có khả năng rất cao google và facebook sẽ rời đi nếu như dự thảo luật an ninh mạng được thông qua với ràng buộc phải đặt máy chủ tại việt nam không chỉ hàng trăm cư dân mạng hy vọng chính phủ kiến tạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ xem xét các điều kiện thông thoáng để các tập đoàn công nghệ thông tin như google và facebook tiếp tục hoạt động tại thị trường việt nam mà cả phòng thương mại công nghiệp việt nam vcci và tiến sĩ lê đăng danh thành viên ủy ban chính sách phát triển liên hiệp quốc đồng lên tiếng quan ngại luật an ninh mạng nếu được thông qua với những điều khoản không phù hợp thì không chỉ tác động tiêu cực về kinh tế xã hội và đầu tư nước ngoài mà còn vi phạm các cam kết đã được chính phủ việt nam ký kết với quốc tế như tổ chức thương mại thế giới và hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU. Ba nhà hoạt động nói họ bị công an bắt sau khi thảo luận về nhân quyền với phái bộ Liên hiệp châu Âu. Việt Nam nói có 27 cuộc tấn công mạng có chủ đích nhắm vào APEC Triều Tiên bác bỏ đàm phán hạt nhân với Mỹ. Và Nhà Trắng nói Tổng thống Trump sẽ loan báo đưa Triều Tiên vào danh sách khủng bố vào tuần sau. Ba trong bốn nhà hoạt động dân chủ cáo buộc họ đã bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt cóc hôm 16 tháng 11 sau khi gặp và thảo luận về nhân quyền với phái bộ của Liên Hiệp Châu Âu ở Hà Nội. Cuộc gặp gỡ giữa phái bộ ngoại giao của EU với bốn đại diện của giới xã hội dân sự diễn ra trước đối thoại nhân quyền thường niên vào đầu tháng 12 giữa EU và Việt Nam, trong bối cảnh hai bên dự kiến tiến đến ký kết Hiệp định Thương mại Tự do vào năm 2018 sắp tới. Các nhà hoạt động đã họp với phái bộ EU gồm có tiến sĩ Nguyễn Quang A, cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng, nhà báo và blogger Phạm Đoan Trang và ông Nguyễn Trí Tuyến. Họ đều được biết đến rộng rãi ở Việt Nam Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho VOA biết nhóm các nhà hoạt động đã đề nghị EU thúc đẩy Việt Nam thực hiện các cam kết đưa ra hồi năm 2014 trong khuôn khổ cơ chế giả soát định kỳ phổ quát UPA về nhân quyền. Tiến sĩ Quang A đề xuất thêm rằng EU nên cứng rắn hơn với Việt Nam. Bên cạnh những cái phương pháp rất là mềm, mềm dẻo, rất là xây dựng thì cũng cần có những cái yêu cầu rất là khắt khe đối với Việt Nam về những nghĩa vụ pháp lý mà việt nam phải thực hiện bởi vì việt nam đã tham gia những công ước quốc tế thì lưu ý cả đến những điểm đó nữa chứ không phải là tùy việt nam thích làm thế nào thì làm Bà Phạm Đoan Trang đã trao cho EU ba văn bản gồm báo cáo và kiến nghị chung của một số tổ chức xã hội dân sự độc lập, báo cáo về môi trường và vi phạm nhân quyền có liên quan và báo cáo về tự do tôn giáo tín ngưỡng bản báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự cho rằng tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2017 vẫn có nhiều biểu hiện xấu, nổi bật là việc nhà nước kiểm duyệt truyền thông, bắt bớ một loạt các nhà hoạt động và blogger, tuyên các bản án nặng đối với các nhà hoạt động, ngoài ra là các vụ đàn áp các cuộc hội họp ôn hòa và đàn áp tôn giáo. Liệu những gì nêu trong báo cáo cũng đồng nghĩa là tình hình nhân quyền của Việt Nam đã trở nên tồi tệ hơn? Tiến sĩ Quang A bày tỏ ý kiến điều đó thì hoàn toàn đúng và có thể thấy một cách rất là rõ rệt từ khoảng 2 năm trở lại đây sau đại hội vừa rồi của Đảng Cộng sản Việt Nam và có cái dàn lãnh đạo mới. Chính quyền Việt Nam lâu nay luôn khẳng định rằng họ cố gắng tạo điều kiện để mọi người dân được hưởng các quyền của mình và Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nhân quyền trên thực tế. Chính quyền cũng thường xuyên cáo buộc một số tổ chức trong và ngoài nước sử dụng vấn đề nhân quyền một cách thiếu thiện trí để can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Sau cuộc gặp với EU hôm 16 tháng 11, ba trong bốn nhà hoạt động là tiến sĩ Quang A, hai bà Bùi Thị Minh Hằng và Phạm Đoan Trang đã bị các nhân viên ngành an ninh của nhà nước bắt đi khi ba người này rời khỏi văn phòng của EU ở Hà Nội. Tiến sĩ Quang A cho biết thêm. Thực sự họ bắt cóc họ trả lại cái pháp luật tôi đi xuống khỏi cơ quan của EU đến trước đại sứ quán Australia thì bốn người ủng hộ đến họ quăng tôi vào xe họ trở về đồn công an phường gia thụy là cái nơi mà họ đã giữ tôi trái pháp luật rất rất là nhiều lần rồi tại đồn công an ông A bị yêu cầu cung cấp thông tin về những người tham gia và nội dung thảo luận tại cuộc gặp với EU. Tuy nhiên, ông A đã từ chối đáp lại rằng ông không làm trì điểm. Tiến sĩ A và bà Bùi Thị Minh Hằng được thả sau một thời gian ngắn bị tạm giữ. Riêng bà Phạm Đoan Trang bị giữ đến tối 16 tháng 11. Sau đó, phía công an đưa bà về nhà và đặt bà trong tình trạng giam lòng. Viết trên Facebook cá nhân vào tối khuya 17 tháng 11, bà Trang xác nhận đã bị cơ quan an ninh bắt và điện thoại di động của bà bị cướp mất. Bà mô tả các câu hỏi cũng như nhiệm vụ của phía an ninh khi họ làm việc với bà là lố bịch và cực xoàng. BOA không thể liên lạc với các cơ quan hữu quan Việt Nam để có tiếng nói từ phía họ về vụ việc. Trong một bài viết đăng hôm 17 tháng 11 trên trang web luậtkhoa.org, bà Trang tường thuật rằng đại sứ của Phái đoàn EU tại Việt Nam, ông Bruno Angelette, nói với các nhà hoạt động tại cuộc gặp hôm 16 tháng 11 rằng việc yêu cầu nhà nước Việt Nam cải thiện nhân quyền là một quá trình lâu dài và sự thay đổi không thể diễn ra trong một đêm. Thông tin từ EU cho hay đối thoại nhân quyền giữa họ với Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 12 sắp tới. Tình trạng Hà Nội gia tăng bắt bớ đàn áp giới hoạt động dân chủ trong năm qua là một nội dung chính trong cuộc đối thoại theo bài viết của bà Trang trên luật khoa.org bên cạnh bảo vệ nhân quyền, EU cũng dự định bàn về những vấn đề lớn mà họ mong muốn Việt Nam cải thiện như xây dựng nhà nước pháp trị, cải cách tư pháp và phát triển bền vững. Trong phiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội hôm 17 tháng 11, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, Việt Nam phát hiện 27 cuộc tấn công có chủ đích vào hệ thống máy chủ trung tâm báo chí của hội nghị APEC. Người đứng đầu Bộ Thông tin Truyền thông cho biết Tính đến nay, Việt Nam đã phát hiện hơn 11.000 cuộc tấn công mạng, trong đó có các cuộc tấn công nhắm vào hội nghị APEC. Tuần lễ APEC tại Đà Nẵng đã thu hút khoảng hơn 11.000 người tham gia, trong đó có hơn 2.800 phóng viên Việt Nam và nước ngoài thường xuyên làm việc tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế APEC từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11. Ông Trương Minh Tuấn cho biết, có đến 41% các cơ quan tổ chức ở Việt Nam không đánh giá rủi ro về an ninh thông tin, nên không phát hiện ra mã độc trong hệ thống. 51% cơ quan tổ chức vẫn chưa áp dụng các thao tác tiêu chuẩn trong việc đối phó với sự cố mạng, và 73% vẫn chưa có biện pháp để bảo vệ an toàn mạng. Cũng trong buổi chất vấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho biết đã làm việc với công ty Google và YouTube để gỡ thông tin xấu độc. Hiện Việt Nam đã gỡ được 5.000 video xấu độc trên YouTube, theo lời ông Tuấn. Trong thời gian tới, ông Tuấn cho biết Việt Nam sẽ tăng cường xử lý vi phạm trên mạng xã hội và đề nghị phải có các chính sách đồng bộ ưu tiên cho doanh nghiệp Việt Nam xây dựng các mạng xã hội có thể thay thế được cho Facebook, Google, YouTube trong vòng 5 đến 7 năm tới. Trong chuyến công du dài ngày đến châu Á và dự APEC tại Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chào hàng tên lửa và các hệ thống vũ khí khác của Mỹ ngay trong buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bloomberg dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết Tổng thống Mỹ thậm chí nói ông Phúc còn chờ chơi gì nữa khi ông đã lên nắm cương vị đứng đầu nước Mỹ được 10 tháng rồi. Bán vũ khí cho Việt Nam được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ khi đến Việt Nam. Vẫn theo tờ Bloomberg, một thương vụ vũ khí với Việt Nam còn là thắng lợi nhanh giúp cho ông Trump có thêm lợi thế khi ra tái tranh cử. Trên trang web chính thức, Tòa Bạch Ốc đăng lời quảng cáo của ông Trump với ông Phúc rằng Chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ mua trang thiết bị từ Mỹ. Mỹ là nơi sản xuất các trang thiết bị tốt nhất. Chúng tôi làm ra những thiết bị quân sự tốt nhất, từ các loại máy bay cho đến bất cứ thứ gì mà bạn có thể nêu tên. Tuy nhiên, bất chấp kỹ năng thương trường của Tổng thống Mỹ, Việt Nam cho đến phút chót của APEC vẫn không ký một hợp đồng mua bán vũ khí nào trong số một loạt thỏa thuận thương mại trị giá 12 tỷ đô la ký với Mỹ. Một nhà phân tích chính trị Việt Nam và quốc tế, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của trường Đại học George Mason của Mỹ nhận định rằng có nhiều yếu tố khiến mục tiêu của ông Trump không thành công tại Việt Nam. Ông nói, Cái vấn đề mua vũ khí không phải là dễ, nó có nhiều vấn đề thật ra lắm thí dụ như mình đã mua vũ khí của số nước khác rồi thì bây giờ mua vũ khí của Mỹ ấy, thì cái gọi là interoperability đó, tức là cái nó có, có hai những cái, cái, cái có dùng lẫn được với nhau không? Hay mua Mỹ thì phải hoàn toàn mua các đồ của Mỹ bỏ tất cả những cái đồ khác. Trở ngại thứ hai theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng là vấn đề tiền bạc, vì ngân sách mà Việt Nam dành cho việc mua vũ khí khá eo hẹp so với các nước khác. Ông nói thêm: Để Ngoài ra chưa kể là mua vũ khí Mỹ thì phải cần nhiều chuyện lắm là trending rồi đủ các thức thí dụ như cái vụ mà mua mua cái súng khoai của của nga đó thì phải trending ở đâu là trending viện Ấn Độ là bị Ấn Độ là nó cũng mua cùng vào khi đó vài tháng trước khi diễn ra hội nghị APEC ở Việt Nam một số chuyên gia quân sự của nga liên tục lên tiếng trên truyền thông khuyên Việt Nam không nên mua vũ khí của Mỹ và Israel các chuyên gia này còn đưa ra các phân tích kỹ thuật để cho thấy sự ưu việt của vũ khí Nga trong việc tích hợp vũ khí khác hệ so với vũ khí của Israel và Mỹ. Trong khi đó, một chuyên gia quân sự của Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng An Ninh Lê Văn Cương trong cuộc phỏng vấn với The Sputnik ngày 14 tháng 11 nói: Qua thực tế kháng chiến, người Việt Nam đã biết rằng vũ khí Mỹ thua kém về các đặc tính hơn là vũ khí tương tự của Liên Xô, ngoài ra lại đắt giá hơn nhiều. Nhận định về yếu tố này, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nói: Cái khi người ta đã quen với vũ khí nào rồi thì dĩ nhiên là người ta phải thích cái vũ khí đó, quen đó cái đó là tính khách quen thuộc. Vâng. Cái điều thứ hai nữa là tôi nghĩ là trong đó ẩn ý lý do tiền bạc nữa. Ừ. Mua đồ của nga thì vấn đề tiền bạc nó tương đối dễ hơn có thể là có thể là có thể có tham nhũng nữa trong đó nữa còn vũ khí bị thì không có thể đi lót tay được hệ thống vũ khí của Việt Nam trước đây chủ yếu do Liên Xô cung cấp từ đầu những năm 1950 gần đây Việt Nam và Nga cũng ký kết nhiều hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hơn 4,5 tỷ đô la trong đó có các tàu ngầm lớp Vasa Vianca, hệ thống phòng không Buck Thor và S300 Đa số chiến đấu cơ của Việt Nam cũng là máy bay Mi-8 của Nga và mới đây là tiêm kích Su-27 và Su-30 MK-2. Những năm gần đây, Việt Nam chi khá mạnh tay trong việc mua sắm vũ khí với mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Trong vòng từ năm 2006 đến năm 2015, ngân sách quốc phòng của Việt Nam tăng từ 1,3 tỷ đô la lên đến 4,6 tỷ đô la, tức là tăng tới 258% việc phân bổ ngân sách quốc phòng của việt nam cũng cho thấy có sự thay đổi về căn bản so với trước, tập trung nhiều về khả năng hàng hải và bảo vệ lợi ích trên biển trước bối cảnh xung đột ở biển đông đang ngày càng phức tạp và căng thẳng. Tuần trước báo nga dẫn lời phó cục trưởng cục hợp tác kỹ thuật quân sự nga mikhail petukhov tiết lộ việt nam đang thương thảo với nga trong việc mua một lô lớn vũ khí tiên tiến trong đó có hệ thống tên lửa phòng không s400 Trước sự kiện này, báo Trung Quốc Sina ngày 9 tháng 11 cho rằng Việt Nam sắm vũ khí từ Nga theo kiểu chạy đua với Trung Quốc. Mỗi khi Trung Quốc mua vũ khí nào của Nga, thì Việt Nam cũng phải cố mua vũ khí tương tự từ Moscow. Và đây là công tác tuyên truyền khá thành công của Moscow nhằm bán vũ khí cho các quốc gia châu Á tuy nhiên một số chuyên gia quân sự cũng đưa ra nhận định vì điểm yếu của hải quân việt nam là khả năng tác chiến chống ngầm cho nên việc sắm máy bay tuần tra chống ngầm có giá vải chăng của mỹ vẫn được cho là một mục tiêu mà việt nam có thể đang nhắm tới bên cạnh những chào mời hấp dẫn từ phía nga ấn độ và cả pháp các nhà bảo vệ động vật chỉ trích rằng tổng thống Mỹ Donald Trump không hiểu biết gì về số phận của các loài động vật đang nguy cấp trên toàn thế giới khi ông chọn món súp vi cá mập trong quốc yến do lãnh đạo Việt Nam thiết đãi tại Hà Nội vào tuần trước. Súp vi cá mập là món thứ năm trong thực đơn của quốc yến. Báo Huffington Post dẫn lời nguồn tin từ các phóng viên tháp tùng chuyến đi của ông Trump cho hay, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không đưa ra bình luận gì về món súp vi cá mập khi món này được dọn ra báo văn hóa và thể thao và báo người lao động có liệt kê 9 món ăn chính của buổi quốc yến hôm đó và món thứ năm là súp bóng cá thủ tàm hòa hãng tin ap mô tả rằng ông trump đã dùng món súp hải sản được chế biến từ bóng cá tôm sò so điệp và vị cá mập trong quốc yến tại hà nội quỹ quốc tế về phúc lợi động vật gọi tắt là ifaw đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Hai 13 tháng 11 chỉ trích ông Trump không hiểu gì về tình trạng của các loài nguy cấp trên toàn thế giới. Ông Azedin Downs, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của IFAW cho biết, Chúng tôi đang rất thất vọng trước thông tin rằng Tổng thống Trump đã được phục vụ và ăn suất vi cá mập trong chuyến thăm cấp nhà nước gần đây của ông tại Việt Nam. Ông Downs nói thêm, hàng chục loài cá mập được liệt kê là dễ bị tổn thương hoặc có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới. Các hành động như thế này làm suy yếu các nỗ lực bảo tồn toàn cầu và báo hiệu với các nhà lãnh đạo thế giới rằng Hoa Kỳ đang từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình vì món súp được yêu chuộng ở các quốc gia Đông Nam Á mà 70 triệu con cá mập được cho là đã bị giết hàng năm. Súp vì cá mập, một món ăn đắt tiền ở một số nước, bị các nhóm bảo vệ môi trường và dư luận rộng khắp lên án. Triều Tiên hôm thứ Sáu 17 tháng 11 bác bỏ đàm phán với Washington, chừng nào Mỹ, Hàn còn tập trận chung và nói rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn sẽ là một lá chắn phòng vệ đối với mối đe dọa hạt nhân của Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, ông Han Tae Song, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, phản đối các biện pháp trừng phạt mới mà chính quyền Tổng thống Trump cho biết là đang chuẩn bị, cũng như khả năng của Triều Tiên bị Washington đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm thứ Sáu 17 tháng 11 đồng ý tiếp tục hợp tác để chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. Tuy nhiên, một phái viên Mỹ nói rằng rất khó để đánh giá các ý định của phía Triều Tiên vì chưa có tín hiệu gì. Khi được hỏi về những cuộc đàm phán song phương ở Seoul, Đại sứ Han trả lời: Chừng nào chính sách thủ địch chống lại nước tôi còn tiếp diễn và chừng nào còn có các cuộc tập trận cận kề đất nước của chúng tôi, thì sẽ không có chuyện đàm phán. Ông Han nói: Những cuộc diễn tập quân sự vẫn tiếp tục sử dụng các thiết bị hạt nhân cùng các tàu sân bay, các máy bay ném bom chiến lược và sau đó là các cuộc tập trận nhằm chống lại đất nước tôi. Ông Han nói thêm rằng chính quyền Hoa Kỳ đã không bao giờ chấp nhận ngừng các cuộc tập trận chung và ông cho biết thêm, vì vậy nếu họ chấp nhận ngưng những điều này thì chúng tôi sẽ cân nhắc sẽ làm gì trong tương lai. Ông Han nói rằng Triều Tiên không thể xem xét từ bỏ chương trình hạt nhân của mình và rằng đây là sự ngăn chặn, cơ chế ngăn chặn hạt nhân để đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ. Ông Han nói ông không có thông tin về việc khi nào thì Triều Tiên có thể sẽ thử tên lửa đạn đạo lần tiếp theo. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ công bố một quyết định vào tuần tới về việc có đưa Triều Tiên vào danh sách tài trợ khủng bố hay không, theo tin của Reuters. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders hôm thứ Năm cho biết, tôi tin rằng Tổng thống sẽ thông báo vào đầu tuần tới. Trước đó, theo báo The Hill, các quan chức cao cấp của Nhà Trắng cho biết trước chuyến công du châu Á của ông Trump rằng ông sẽ đưa Triều Tiên vào danh sách khủng bố để gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng do nước này theo đuổi phát triển hạt nhân. Cố vấn an ninh quốc gia h R. McMaster cho biết quyết định này đang được xem xét sau khi người Anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bị sát hại tại sân bay Malaysia cùng với các hành vi phạm tội khác của chế độ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chuyến công du châu Á kéo dài 13 ngày của ông Trump tập trung chủ yếu vào việc làm thế nào để chống lại bình nhưỡng đã diễn ra và kết thúc mà chưa có một tuyên bố nào cựu tổng thống george w bush đã rút tên Triều Tiên ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố năm 2008 để mở đường cho các cuộc đàm phán hạt nhân trước đó vào năm 1987 Triều Tiên đã bị đưa vào danh sách này sau vụ đánh bom một chiếc máy bay chở khách Hàn Quốc các lực lượng hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản đang tiến hành cuộc diễn tập song phương hàng năm được xem như một dấu hiệu phô trương lực lượng giữa lúc Triều Tiên thực hiện cuộc thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày ở vùng biển xung quanh đảo Okinawa nhằm tăng áp lực lên Triều Tiên và gửi tín hiệu mạnh mẽ đến Bình Nhưỡng về khả năng của Hoa Kỳ trong việc huy động nhanh chóng một lực lượng quân sự hùng mạnh. Cuộc tập trận này diễn ra sau các cuộc tập trận hải quân chung ở Tây Thái Bình Dương của lực lượng hải quân Hoa Kỳ và Hàn Quốc nhằm chứng minh khả năng phối hợp hành quân của hai nước đồng minh chống lại sự khiêu khích của Triều Tiên. Ba tàu sân bay Mỹ cũng tham gia vào các cuộc tập trận riêng biệt hôm chủ nhật 12 tháng 11 cùng với tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản ở vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.